Chào các bạn, mình là Ngân, mình đến từ Tràm Chim. Tràm Chim, cuộc sống vùng sông nước. Con sông là một phần quan trọng ở nơi đây, là sân chơi của các bé, là nơi ba mẹ nấu ăn và rửa chén, là nơi gia đình tắm gội. Nhưng nước sông không thể uống trực tiếp. Tại Việt Nam, nhiều trường học như ở Tràm Chim chưa có nước sạch để uống. Nhờ vào hàng ngàn điều tốt trên khắp Việt Nam, bé Ngân và các bạn đã có nước uống sạch tại trường. Một giây hành động bảo vệ điều tốt đã nhận được hơn 4.000 video tham dự với tổng cộng hơn 206.000 giây từ đông đảo các bậc cha mẹ và những người nổi tiếng. Đây là trường của Ngân. Đáp lại sự hưởng ứng, Tetra Pak và WWF đã lắp đặt máy lọc nước cho 29 trường tại Tràm Chim và tặng 20.000 hộp sữa cho các trẻ em mồ côi tại Bến Tre. Cảm ơn vì đã đồng hành. Hãy cùng nhau bảo vệ thêm nhiều điều tốt nữa nhé. Tetra Pak, bảo vệ điều tốt.